Chương 765 Lọng Phượng Lực. Mục Trần rung động nhìn xuống cảnh tượng quân đội tình nguyện cung kính cúi chào. Đại La Thiên Quân, quân đội hùng mạnh nhất Đại La Thiên Vực. Cứu vệ có tiềm lực rất tốt nhưng thực lực còn lâu mới sánh được. Hiện tại nếu hai quân đánh nhau e rằng vài phút là đủ cho cửu vệ toàn quân nằm sải lai trên đất. Nói gì thì nói rõ ràng chiến sĩ Đại La Thiên Quân ít nhất cũng là cường giả trí tôn cảnh. Uy lực quân đội này e rằng trong vực chỉ có Tam Hoàng mới chống cự được chư vương mà khó là đối thủ. Đại La Thiên Quân lợi hại như thế, trở thành thống lĩnh của họ đương nhiên không dễ. Dù cho hôm nay hắn phá trận, nhưng bản thân hiểu lòng nhiều chiến sĩ dưới kia cũng chưa tâm phục khẩu phục. Bởi thực lực của hắn bất quá là thuộc dạng đại cha, chênh lệch tới hai phẩm so với thống lĩnh khác. Nhưng hắn không thấy khó chịu, dù rằng còn thua kém nhưng hắn còn thời gian. Một ngày kia từ trên xuống dưới Đại La Thiên Quân cũng chẳng ai dám coi thường hắn. Mục Trần hạ xuống bình đài, hướng phía vực chủ Mạn Đà La, lòng bàn tay một cái bình ngọc lập lòe linh lực hai màu xanh, hai màu tím và phù sắc, bên trong bọc lấy 9 giọt máu đỏ rực như dung nham. Đó là tinh huyết của thượng cổ Viêm Long, tất cả thuộc về ta. Mục Trần lên tiếng hỏi muộn Mạn Đà La. Đối với tinh huyết thượng cổ Viêm Long, Mục Trần đương nhiên thèm thuồng. Thượng cổ Viêm Long là thần thú xếp hạng cực cao, thực lực cũng chẳng yếu hơn Bắc Minh Long Côn. Nhớ năm xưa Mục Trần tốn bao nhiêu công sức ở Bắc Thương Linh Viện mới kiếm được một giọt tinh huyết Bắc Minh Long Côn cho cửu U. Hôm nay phá một trận tự nhiên có đến 9 giọt đương nhiên phải vui mừng. Mạn Đà La gật đầu xác nhận, tinh huyết thượng cổ Viêm Long tuy có quý, nhưng với nàng thì thật chẳng là gì. Người đã vượt ải cửu cửu Viêm Long trận, vậy tư cách đại diện Đại La Thiên Vực chúng ta tham gia Long Phượng Thiên chắc chắn thuộc về người. Mạn Đà La lừa Mục Trần. Long Phượng Thiên là sự kiện hệ trọng của thế hệ trẻ tuổi Bắc giới. Mỗi người tham gia đều thiên phú chắc tuyệt, bối cảnh gia thế là thuộc loại cường giả phô song. Mục Trần gật đầu tự nhiên biết rõ đám thiên trì kiều tử sẽ được các thế lực hàng đầu bồi dưỡng ra sao. Chỉ cần nhìn Nhiễu Viêm cổ huyền thiên điện là đủ làm hắn cẩn trọng. Trong Long Phượng Thiên có cấm chế bọn ta không ai vào được, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tới lúc đó dù người bị người ta chém giết, bọn ta cũng chẳng thể lôi xác người xa. Đại La Thiên Vực chúng ta ngày trước từng có ai tham gia Long Phượng Thiên không? Mục Trần đã suy nghĩ một chút cất tiếng hỏi. Có, nhưng mà tham gia chưa được bao lâu bị người của U Minh cùng giết mất. Mạn Đà La thoáng khó chịu, chuyện năm xưa khiến Đại La Thiên Vực bị chê cười không ít. Từ trước tới nay trong giới trẻ tuổi Đại La Thiên Vực và những thế lực cấp cao cũng nhiều tranh lệch. Hả, vực chủ xưa nay không có quan tâm vấn đề này cho lắm. Thiên Thiếu Hoàng mỉm cười giải đáp cho hắn. Ai rảnh rỗi mà ngồi chờ cái đám thiên tài trẻ tuổi kia lớn chứ? Thiên chi kiều tử cái gì, ta cua tay bắt cả sổ, bồi dưỡng gì cơ chứ? Chỉ cần ta tồn tại Đại La Thiên Vực vĩnh viễn trường tôn, nếu không có ta ở đây bảo thiên chi kiều tử cũng chẳng có chỗ mà dùng. Mạn Đà La trừng mắt nhìn Thiên Thiếu Hoàng khẽ mắng. Mục Trần nghe mặt đờ lưỡi. Mạn Đà La bề ngoài nói vậy nhưng mà cũng chắc nghĩ khác. Nhiều năm nay không thể nào cho cô nàng không chú ý bồi dưỡng lớp trẻ, nhưng có vẻ là chưa có được người nào làm cho nàng ta hài lòng. Nhưng nàng ta nói hoàn toàn chính xác. Đại La Thiên Vực có thể sừng sững giữa Bắc giới là một trong thế lực cường đại. Nguyên nhân rõ ràng vì có nàng là siêu cấp cường giả địa chí tôn. Nàng còn tồn tại không ai dám ngó tới Đại La Thiên Vực. Nàng mất đi, có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi cũng không thể chống đỡ được sự sâu xé của các thế lực khác. Hả, Long Phượng Thiên lần này là mong Mục Trần ngươi biểu hiện cho ra vẻ một chút, để Bắc giới phải biết, Đại La Thiên Vực chúng ta cũng có người trẻ tuổi khó lường. Thiên Thiếu Hoàng khoái trá cười nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu nói, ta sẽ dốc hết toàn lực. Tham gia Long Phượng Thiên đều là thiên chi kiêu tử của các đại thế lực, nhưng hắn cũng đâu cần phải sợ. Bản thân Mục Trần hắn cũng chẳng phải người đơn giản, ngay cả tự tin cũng không có. Sao hắn có thể tiến đến bước này? Đạt thành tích đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà đừng để cho mấy cái tên vô danh giết chết một cách nhảm nhí là được. Bằng không tiếng tăm người gây dựng cả năm nay là hoàn toàn rơi vào tay người ta đó. Đến lúc đó lại liên lụy thế đại là thiền vực mất mặt. Mà Đà La bồi thêm một câu khích tướng. Mục Trần chịu không được nghiến răng bật nảy. Quay làm vực chủ như người không? Đám cường giả có mặt nghe hắn trả lời mà lạnh minh. Đại La Thiên Vực, Mạn Đà La là kẻ thống trị độc tài, có ai gan
Sàm ngôn loạn ngữ trước mặt nàng. Dù nàng hiện tại lộ bản thể một tiểu cô nương kiều mỹ đáng yêu, nhưng có ai dám không kính sợ họ Thiết Mộc Trần đối đáp chát gừng đối với Mạn Đà La? Nhất thời cả đám im thìn thít. Trong khi cái bầy cường giả hoa mắt chóng mặt, Mạn Đà La là không có tức giận, chỉ hếch miệng khinh khỉnh, tay chắp sau lưng, quay người khoan thai cất bước, giọng lạnh nót để lại: đi theo ta mau, chỉ còn 5 ngày Long Phượng Thiên sẽ khai mạc, ta cho người một thứ miễn trách vực cho ta không quan tâm tới thuộc hạ. Mục Trần giật mình cúi chào Cửu U rồi nhanh chóng đi theo. Hai người rời đi, Tam Hoàng nhìn nhau chẳng biết mô tê quan hệ giữa tên tiểu tử cùng vực chủ thế nào. Cách nói chuyện chẳng có gì giống như là quan hệ chủ bộc. Nếu như khi trước kẻ nào nói Mục Trần thế này e rằng là chớp mắt một cái nát thành cám. Cửu U cũng chỉ là cười nhún vai. Mạn Đà La quan tâm Mục Trần, dĩ nhiên nàng là người vui mừng nhất. Nàng dẫn hắn tới Đại La Thiên Vực chính yếu để cho hắn có điều kiện tu luyện hoàn mỹ hơn. Dù nàng là tò mò không rõ vì sao Mục Trần lại có mối quan hệ vì rượu với Mạn Đà La như thế, xét cho cùng cũng không phải xấu. Mục Trần bay theo Mạn Đà La xuyên qua Đại La Thiên, rồi hạ xuống ngọn núi ở trung tâm. Trên đỉnh núi có một tòa nhà cổ kính để biển Tảng Kinh Lâu. Mục Trần đi đến trước cổng Tảng Kinh Lâu, mắt quét nhìn, bất chợt giật mình căng thẳng vì nơi này toát ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Đây là tàng kinh các của Đại La Thiên Vực, bao năm chinh chiến cướp đoạt các tông phái, chủng tộc, những thần thuật linh trận truyền thừa đều đưa về đây. Đây là trọng điện Đại La Thiên Vực, mặt khác đây này còn là chỗ bế quan của Tiểu Mộng. Mạn Đà La túy cất lời: Tiểu Mộng. Mục Trần ngẩn người bất chợt hiểu ra, danh từ mỹ miều trong miệng này ta hình như là Thụy Hoàng. Nhất thời run người nín cười, đường đường là vị đứng đầu Tam Hoàng, Mạn Đà La lại dùng cách xưng hô cụ tẻ tới vậy. Thì ra nơi này là Thụy Hoàng trấn thủ. Mục Trần thả lòng, lúc này mới hiểu cảm giác nguy hiểm là gì. Trong địa có cường giả cấp độ đó trấn thủ, e rằng người thường chẳng ai dám tới gần. Hôm nay người đột phá vẫn chỉ là chí tôn tam phẩm, so với đám thiên tri kiêu tử kia chẳng là cái đinh gì. Nếu Viêm Huyền Điện đã là chí tôn tứ phẩm từ lâu, còn là mạnh hơn Tần Bì nhiều. Mạn Đà La thả nhiên che bai Mục Trần, mà người còn cả gan phế Liễu Minh. Nãy dĩ nhiên Liễu Viêm sẽ không nhiều lời với ngươi, trong lòng Phượng Thiên không cần nói cũng chắc chắn động thủ tìm ngươi gây chiến. Mục Trần gật đầu, Liễu Viêm đúng là lợi hại vượt xa Tần Bi. Mạn Đà La phất tay, cánh cổng Tảng Kinh Các chậm chậm mở, dao động kinh người từ bên trong phản ra ngoài. Thế nhưng trước mặt Mạn Đà La không làm lay động được góc quần của nàng. Mạn Đà La bước vào, Mục Trần nhanh nối gót vào trong. Một cái khung cảnh ngũ quang thập sắc tràn ngập trong mắt, những bệ đá chồng chồng lên nhau đầy rẫy những lỗ hõm vào. Bên trong những lỗ hõm đó là những quyển trục đang lơ lửng, chúng toát ra dao động linh lực mạnh mẽ, xem ra không có thứ gì trong này là tầm thường. Kho tàng rực rỡ là Mục Trần há mồm không ngậm lại được, chép miệng liên hồi. Đây mới chính là nội lực của thế giới, thế lực hùng mạnh hàng đầu cấp đại lục. Không biết đã bao thế lực tông phái to nhỏ xui xẻo bị dây xéo dưới chân họ. Mạn Đà La không để hắn tự túy lựa chọn, mà giơ tay, một tia sáng bắn tới chui vào bàn tay nàng. Nàng cầm nó lên ném cho Mục Trần. Đã tham gia Long Phượng Thiên, ngươi phải biết người biết ta. Mảnh đồ lục này ghi chép lại những anh tài trẻ tuổi nổi bật hiện nay của Bắc giới, nên xem chuẩn bị chu đáo khi giáp mặt. Mục Trần mắt sáng rỡ, lập tức nhận thứ kia. Hào quang tan đi, lộ ra quyển trục bằng đồng. Hai bên có long phụng vần vũ, mơ hồ vang tiếng long ngầm phụng khiếu lạch lót. Chậm chậm mở ra, kim quang chói lóa, khắc vào trong mắt hắn là 3 chữ rồng bay phượng múa: Long Phượng Lục. Chương 766: Mạn Đà La diệt thiên quang. Quyển đồng trục mở ra, những dòng sinh động cổ kính du động trong mắt Mục Trần. Long Phượng Lục, thứ 9 xà thần điện, xích huyết. Bản thể là xích huyết thần mãng, huyết mạch thần thú, bản tính hung tàn, thị huyết từng đổ sát trăm trăm thị thành. Long Phượng Lục thứ 7, cự linh tộc. Đình Tuyền, thần lực bẩm sinh, có thể khiêng núi lớn, từng khiêu chiến tứ phương, lăng trình bách chiến, đánh bại trăm vị chí tôn. Long Phượng Lục thứ 5, yêu môn hầu ngư, xinh đẹp dạng người, vẻ đẹp nổi tiếng Bắc giới, vô số thiên tri kiều tử si mê vọng tưởng, từng khiến một vị thế tử tông phái hàng đầu phản tông bỏ đi. Mục Trần đọc mà
trợn mắt. Cái cô nàng hồng ngư của yêu môn này đẹp đến tới ghế cỡ nào mà ghê vậy, còn khiến người ta phải rời tông phản bội. Lợi hại. Mục Trần chép miệng cũng không thấy ghi chép chiến tích của nữ tử hậu ngư, nhưng không có ngu cho rằng cô nàng này chỉ xếp thứ 5 vì đẹp. Liễu Viêm đầu nhỉ, bất giác nghĩ tới đối thủ chính, xét thực lực thiên vũ gã kia không thể không có tên trong bảng này. Đúng vậy, vị trí thứ 4 là của hắn. Long Phượng Lục thứ 4, Huyền Thiên Điện Liễu Viêm, Sở Tu Vạn Viêm Pháp Thân, Bá Đạo Tuyệt Luân, Thiên Hỏa quét tới vạn vật xa cho từng giao đấu với vị trí tồn ngũ phẩm toàn mạng trở về. Vạn Viêm Pháp Thân, Mộc Trần trừng mắt chú ý đến cái tên này. Vạn Viêm Pháp Thân có vẻ cùng loại với Thiên Viêm Pháp Thân, dù chỉ khác một chữ, chẳng biết mạnh hơn bao lần. Trong bảng xếp hạng 99 Pháp Thân nổi tiếng, Vạn Viêm Pháp Thân xếp hạng 69. Pháp Thân này muốn tu luyện phải là tiếp nhận vài trăm loại hỏa diễm kỳ bí trong thiên địa, tiến hành nung khô linh lực bản thân, ngưng luyện Vạn Viêm Pháp Thân. Pháp Thân luyện thành cực kỳ bá đạo. Liễu Viêm đương nhiên cường hãn hơn Liễu Minh rất nhiều. Điều đáng kinh ngạc nhất là tên quỷ kia là từng giao đấu cả trí tôn ngũ phẩm, kết quả vẫn nguyên vẹn trở về. Xem ra khiêu chiến vượt cấp không chỉ mình hắn làm được, những tên thiên chi kiêu tử này rất nhiều bản lĩnh đồng dạng, đích thị là một tên khó giải quyết. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, Long Phượng Thiên kia hắn muốn ở lâu một chút, xem ra phải để tâm nhiều hơn. Có những kẻ địch luôn âm thầm theo dõi, hắn không được chủ quan chút nào. Nghĩ vậy đưa mắt xem tiếp danh sách nòng, Phượng Lục lại cực kỳ hứng thú. Tên Liễu Viêm mạnh như thế chỉ đứng thứ 4, vậy ba hạng đầu là người gì? Lòng Phượng Lục thứ 3, Vạn Thánh Sơn Tô Bích Nguyệt, thánh khiết kiều nữ, mỹ danh sánh ngang yêu môn Hồng Ngư, hành tẩu Bắc Giới ít khi ra tay, mỗi lần chiến đấu chỉ trong 10 hiệp khiến đối thủ thất bại, từng ra đấu cùng yêu môn Hồng Ngư giành một trận thắng nhẹ, 10 hiệp tốc tất thắng. Một trận kinh hỏa. Cái trình độ Lòng Phượng Lục này quả quá cao, mỗi kẻ là vượt xa thường nhân. Cái lời nguyền 10 hiệp tất thắng này ngẫm lại ai nghe cũng run sợ. Lòng Phượng Lục thứ 2, U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử. U Minh Cung sử dụng luyện cổ chi pháp bồi dưỡng thiên tài, trong vạn thiên tài chỉ chọn ra một trở thành U Minh Hoàng Tử. Mục Trần chân chân không rời mắt khỏi dòng trước kim sắc, lòng lạnh như hầm băng. Trong này chẳng ghi chép chiến tích của U Minh Hoàng Tử, chỉ vài câu giới thiệu sơ khởi cũng làm tin hắn đập thình thịch bất an. Luyện cổ chi pháp là bồi dưỡng thiên tài, chỉ một chữ tàn khốc hình dung nổi. U Minh Hoàng Tử kia có thể từ vạn thiên tài bước ra, kinh nghiệm đó chẳng phải là khác nào tu la địa ngục, giết mà để sống, giết để tồn tại. Mấy tháng trước rõ ràng nếu thiên đạo từng nhắc tới cái danh U Minh Cung, đây là một trong thế lực hàng đầu lâu năm của Bắc Giới, mà mối quan hệ giữa đại la thiên vực dường như chẳng mấy tốt đẹp. Mục Trần nhìn chằm chằm tên U Minh Hoàng Tử yên lặng, xếp hắn vào danh sách kẻ địch nguy hiểm. Dù che giáp mặt, nếu quan hệ hai phe không tốt, đương nhiên hắn cũng không có mơ mộng có mối giao hảo tốt lành. Hạng nhất thì sao? Mục Trần chằm chằm run lên nhìn U Minh Hoàng Tử như thế mà chỉ xếp hạng 2. Vậy đứng đầu Long Phượng Lục này là thần thánh phương nào? Long Phượng Lục thứ nhất, thần các phương nghị. Một dòng chữ đơn giản, chẳng có giới thiệu gì thêm rõ ràng, là Mục Trần càng thêm sợ sệt. Rõ ràng đệ nhất Long Phượng Lục chỉ có thể hình dung hai chữ khủng bố. Thần các chính là thế lực đỉnh cấp, lội được lâu đời nhất Bắc Giới, đã qua 5 lần đại thú liệp chiến vẫn sừng sững bền vững. Phương Nghị thuộc hàng tuyệt đại thiên kiêu, là người được tập trung bồi dưỡng cao nhất trong những năm gần đây của thần các, được tôn làm kẻ kế tục, là trưởng khống giả tiếp theo của thần các. Mạn Đà La dành giọt từng chữ nói thêm cho Mục Trần biết. Mục Trần nuốt nước bọt. Một cái kẻ được thế lực lâu đời như thần các tập trung bồi dưỡng, Phương Nghị chắc chắn rất khủng bố. Bắc Giới thật là tàng long ngọa hổ. Mục Trần thở dài ngao ngán bước ra đại thiên thế giới. Hắn mới thấy được trời cao đất dày, nhưng cũng nhờ đó mà con đường cường giả của hắn mới có đặc sắc, có trắc trở khi gian nan tiến lên phía trước mới có thể nhận lấy sức mạnh ngạo thị quân hùng. Người chịu công nhận những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều là nhân vật lợi hại rồi à? Đừng nghĩ rằng trước đó thắng vài thằng Ma Cà Bông là đủ để kiêu ngạo. Mạn Đà La mở lời dạy dỗ, có điều giọng từng trải hoành tu lại chẳng chút hợp với âm thanh trong trèo non nớt của bộ dáng cô gái nhỏ bé kia. Ai nói ta tầm cao khí ngạo? Mục Trần liếc sang hắn tự tin, nhưng đâu có cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Có thì sao, vấn đề là có đủ cam đảm tham gia không? Mà đã là hách môi khiêu khích. Mục Trần nhìn chằm chằm Long Phượng Lục trong tay cười cất đi. Đến khi Long Phượng Thiền kết thúc,
10 hạng đầu nhất định phải có ta. Bảng xếp hạng Thiên Chi Kiêu Tử này hoàn toàn chính xác là kiêu long trong loài rồng. Nếu như có thể giao đấu với họ, đó là cơ hội mà luyện cho hắn. Đối đầu siêu cấp như vậy, hắn trước này chưa bao giờ sợ hãi. Ngày trước mới đặt chân tới Bắc Thương Linh Viện, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông này nó cũng là những người thuộc hạng hắn không thể chạm tới. Nhưng khi rời Bắc Thương Linh Viện, hắn là người ở đỉnh cao nhất. Có lẽ vì xuất thân của hắn không cao quý như đám Thiên Chi Kiêu Tử, nhưng đâu có nghĩa hắn yếu hơn tất cả. Hắn có mục tiêu lớn nào cho mình? Hắn là hứa với cha tự mình dẫn mẹ về nhà. Hắn là hứa với người con gái thương nhớ. Hắn trở thành cường giả cái thế vì nàng mà ngăn cơn sóng dữ. Trên con đường này hắn không sợ vì tầm mắt của hắn luôn nhìn ra xa. Mặt A-la mỉm cười, nhìn nụ cười trên hắn, mặt hắn. Đôi mắt cũng hơi lung linh, chợt là vỗ tay nhẹ nhẹ. Không tồi, coi nhìn có chút khí độ. Tuy nhiên, ngoài mạnh phải cứng bên trong, chứ không thì chỉ là rước lấy nhục, uổng phí vạn cổ bất hủ thân. Cái gì cho ta đâu? Mục Trần quay ngoắt vườn tay hỏi chuyện chính. Địa vị Mạn Đà La cho hắn thứ gì chắc chắn không thể tầm thường. Giờ đã biết những kẻ tham gia Long Vượng Thiên đều biến thái, Mục Trần không thể nào không tìm kiếm lận vào trong lưng. Dù tự tin nhưng rõ ràng top 10 những người này đều là kình địch siêu cấp. Mạn Đà La liếc hắn rồi quay lưng đi sâu vào tảng kinh các. Mục Trần cất bước theo sát, ngang qua những dãy quyển trục lơ lửng ở bệ các. Chúng toa ra sức mạnh dữ dội, nhưng Mạn Đà La chẳng hề dừng bước. Lát sau khi tảng kinh các xuất hiện bức vạn vách tận cùng, làng mới dừng chân. Mục Trần ngẩng lên, đằng trước có tượng đá hình thái không rõ ràng, màu sắc u ám. Một tay kết ấn không có hướng ra trước, lòng bàn tay có vật lơ lửng, một cái đóa hoa. Đóa hoa bí ẩn màu tím, cánh hoa rất đẹp, tản ra tia sáng yêu dị cùng dao động kỳ bí, khiến Mục Trần thẳng thốt tâm thần như bị nó hút lấy. Ầm ầm, U Minh Tâm Ma Lôi đột ngột lổ vang trong tim Mục Trần, cảnh tỉnh hắn, làm hắn giật mình bước lui, sợ hãi nhìn chằm chằm đóa hoa tím quỷ dị. Thứ đó làm hắn bị mê muội trong giây lát. Mạn Đà La vất tay, đóa hoa tím bồng bềnh hạ xuống, nhìn nó một chút là búng tay chuyển sang Mục Trần. Mục Trần cẩn thận đón nhận chăm soi, nhận thấy cánh hoa có văn tự cổ xưa. Đây chính là một bộ thần thuật viễn cổ gọi là Mạn Đà La Diệt Thiên Quang. Khi nó thi triển, thiên địa hồn ám, một vùng không gian bị nó thắt lại, uy lực chân chính xứng với chữ hủy thiên diệt địa. Mạn Đà La thản nhiên nói, bất quá muốn luyện thành phải dùng năng lượng thượng cổ hoa thần mandala. Mục Trần sững sờ, hoa mandala thượng cổ là loài cây thần kỳ, linh trí cực cao, mỗi đóa mandala là sánh ngang cường giả siêu cấp, hắn sao mà lấy được năng lượng đó? Mandala dường như thấy nghi vấn quán, vươn tay chỉ vào bụng mà Mục Trần, là vị trí chứa trí tôn hải quán, bên trong là tờ giấy thần thần bí nọ. Mục Trần giật mình, mặt mừng rơn. Mảnh giấy bất hủ đồ lục kia chính là phong ấn thần văn của đóa hoa mandala. Nói vậy cũng giống mandala diệt thiên quang này là chính dành riêng cho hắn. Người khác không thể luyện nhưng hắn lại hoàn mỹ có. Hắn giống lên tiếng cười đắc chí vui mừng. Mandala cho hắn một món quà phải nói là vô cùng thích hợp. Chương 767, lên đường. Mấy ngày sau đó, Mục Trần gấp rút bế quan trong Cửu U Cung. Mục đích đương nhiên là nghiên cứu nội dung Mạn Đà La Diệt Thiên Quang. Dần dần hắn cảm nhận sự huyền ảo khó lường bộ thần thuật cổ xưa này. Dù Mạn Đà La không nói rõ cấp bậc bộ thần thuật thế nào, hắn cũng lờ mờ phỏng đoán ít nhất đạt đến đại viêm mãn. Vậy thì đây chính là thần thuật mạnh nhất hắn có được. Ngay cả cửu long cửu tượng thuật chỉ là đạt đến cấp độ chuẩn đại viêm mãn mà thôi. Né dĩ nhiên thần thuật đẳng cấp càng cao càng khó tu luyện. Mạn Đà La Diệt Thiên Quang khó tới mức hắn cứ phải ngồi tặc lưỡi suy tư. Mấy ngày trôi qua, dù được Mạn Đà La gợi ý chỉ điểm, nhưng hắn chỉ có thể nắm bắt sơ sơ khởi bên ngoài. Cũng may là hắn còn có thần văn hòa Mạn Đà La giúp hắn có lòng tin lớn khi luyện thần thuật này. Chuyện thành công chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đã háo hức mong chờ giây phút được thử nghiệm uy lực chân chính của Mạn Đà La Diệt Thiên Quang sau khi luyện thành công. Trong những ngày này, hắn là đồng thời dành chút thời gian nghiên cứu linh trận. Dù rằng đến lúc này khi giao chiến hắn ít khi sử dụng linh trận, nhưng đây là thế mạnh của hắn, mà rõ ràng thiên phú linh trận của hắn còn cao hơn tu luyện linh lực. Nói gì mẫu thần chân chính là linh trận đại tông sư,
chắc chắn ngay cả Mạn Đà La cũng chẳng dám đối địch. Nhiều khi hắn còn nghĩ, nếu như người ta biết Mục Trần hắn có mẫu thần thực lực sánh ngang siêu cấp cường giả Thiên Chí Tôn, có lẽ người ta không ai dám trêu ghẹo tới hắn nữa à. Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ nhanh vụt tắt. Chưa nói tới mẫu thần có lẽ hiện tại đang lâm vào khốn cảnh, mà với tính cách của hắn khó có cái chuyện cáo mượn oai hùng như thế. Hắn thở dài ta ca thán, xem ra cái kiểu cường nhị đại cũng không phải nói khơi khơi là làm được. Tự lực cánh sinh mới đáng tin. Thời gian rảnh rỗi, Mục Trần tranh thủ vào tảng kinh các tìm vài linh trận tu luyện. Hắn cảm thấy Long Phượng Thiên là một hồi tranh đấu lòng trời lở đất, thêm một chiêu thì mạng sống thêm một thành. Đá mãnh nhân top 10 Long Phượng lực kia, Mục Trần đương nhiên phải cảnh giác, không thể nào coi thường. Mà Đà La thấy hắn như vậy cũng cho phép hoàn toàn để hắn tự do vào tảng kinh các, thậm chí có thể ở đó tu luyện. Ưu tiên như thế thực khiến cho Trừ Vương cũng tỏ ra khen tị thèm thuông. Tàng kinh các là bảo tàng khổng lồ của thế lực, ngay cả họ cũng đâu có tư cách tự tiện tiến vào. Nhưng mà có thèm chỉ thế thôi, chẳng dám nói nửa lời. Có mù cũng nhìn ra mối quan hệ giữa Mục Trần cùng vực chủ thật không bình thường. Có chỗ dựa to như thế, trong Đại La Thiên vực này thực sự không ai dám ho hè bàn tán biểu diếu gì Mục Trần. Ngay cả Huyết Ưng Vương cũng không dám giở thủ đoạn gì ngáng đường hắn nữa. Lỡ nhiều vực chủ khó tính thì cái ghế của hắn thậm chí cái đầu cũng giữ không được. Vài ngày nhanh chóng trôi qua, đến ngày thứ 5. Cố cung hôm nay náo nhiệt, đoàn đoàn các lộ nhân mã tứ phương trong Đại La Thiên đều tề tự đến đây. Mục Trần liên tiếp phải là chào hỏi những nhân vật quan trọng. Chuẩn bị xong xuôi thì mau chóng đi đi, bọn ta không tiến. Long Phượng Thiên sẽ khai mạc ở vùng Tây Bắc giới. Long Phượng Sơn Mạch tự mình tới đó đi. Mạn Đà La vất vất tay ra vẻ không hài lòng lắm với cái điệu dê ra quán nhàn nhạt xa lệnh. Ta đi một mình, Mục Trần tròn ngơ ngắt. Ngơ ngác, dù hắn đến Bắc giới cũng là được gần năm, phần lớn thời gian chẳng rời khỏi Đại La Thiên vực, vốn nghĩ phải có phái đoàn hộ tống hắn. Nói gì cũng là đại diện cho một thế lực siêu cấp đại lục, cũng nên có thành thế chấn nhấp mấy cái kẻ các ké cướp đường chứ. Đâu phải là trẻ lên ba, không lẽ là phải tìm người bồng ngươi đi sao? Nếu như không đủ bản lãnh tự mình tới Long Phượng Sơn Mạch thì thôi ở nhà đi, khỏi đi chi, mất mặt. Mạn Đà La hất mặt khinh rẻ. Mục Trần tức đấy nóng mặt. Nếu như mà tiểu cô nương kia không phải năng lực búng tay cho hắn ra, cho e rằng hắn phải tự tay dạy dỗ cô nàng một phen. Vực chủ không nói đùa với người đâu, Long Phượng Thiên chỉ những ai tham gia mới có tư cách tiến vào, những người thực lực hùng mạnh càng không thể vào. Do đó mọi thế lực đều cử người tự mình đi, không có cường giả hộ tống. Cố bên cạnh cười, hành trình Long Phượng Thiên dù gặp tình huống thế nào người cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mục Trần thở ra lần này đúng là tự mình bươn trải. Cầm lấy này, Mạn Đà La đột nhiên ném ra một tia hào quang bay vào tay Mục Trần là một mảnh cổ ngọc với dao động kỳ dị. Nếu lâm vào tử cảnh bóp nát nó đi. Mạn Đà La chẳng giải thích dài dòng. Mục Trần giật mình nhớ lại cửu có nói Long Phượng Thiên có cấm chế, thực lực cấp độ Mạn Đà La khó phép tiến vào, gây ra phiền phức lớn. Cổ ngọc mà nàng đưa cho hắn có lẽ bắp bóp nát nàng cảm nhận dao động mà xé rách không dám xâm nhập. Có điều e rằng một khi làm vậy giá không nhỏ. Mục Trần cảm thấy hơi cảm động, tay cầm chặt cổ ngọc không nói gì, cất vào. Long Phượng Thiên này thực sự hắn là từng giây từng phút cẩn thận. Mục Trần à, dù rằng bọn ta không tới Long Phượng Sơn Mạch nhưng là luôn chú ý mọi động tĩnh Long Phượng Thiên. Tất cả mọi người Đại La Thiên vực đều là đợi ngươi sông quải. Thiên Thiếu Hoàng đến cạnh cười nói. Dành tiếng Đại La Thiên vực chúng ta lần này đặt trên vai ngươi. Thị Hoàng cũng lên tiếng. Mục Trần cùng kính chào Tam Hoàng. Tam Hoàng đại nhân an tâm, ta là dốc hết khả năng. Dứt lời, hắn không nấn ná nữa, lắc mình định bay lên trời. Nếu mà lần này ngươi thuận lợi trở về, vị trí thập phương Đại La Thiên vực sẽ dành cho ngươi. Mà Đà La lại bất ngờ lên tiếng. Hả, vậy đà tạ vực chủ đại nhân, vị trí đó thật là thích hợp cho ta. Mục Trần cười lớn, thân hình hóa thành tia sáng xuyên qua chân trời chớp mắt biến mất. Mọi người cảm thán thở dài nhìn theo. Vực chủ, Long Phượng Thiên lần này sẽ có tranh đấu kịch liệt nhất. Những thế lực kia đều vánh người đi, là những kẻ tuyệt đại thiên kiêu của họ. Linh Đồng Hoàng quay qua nói chuyện với Mạn Đà La. Xưa nay Đại La Thiên vực chúng ta đều là lép vế ở Long Phượng Thiên. Mục Trần tuy rằng không đơn giản nhưng chỉ sợ. Vài cường giả cũng gật gù tán thành. Đại La Thiên vực ngày trước cũng từng cử đi những thiên tài trẻ tuổi tham gia Long Phượng Thiên.
nhưng lần trước vừa vào đó đã bị kẻ từ U Minh Cung giết chết. Lần đó khiến cho danh tiếng Đại La Thiên Vực giảm sút vô cùng, tới nỗi vài kỳ Long Phượng Thiên đều bỏ qua. Lần này Mạn Đà La phái Mục Trần cũng khá bản lĩnh, nhưng mấy kẻ tham gia các thế lực khác đều là vượt xa Mục Trần, e rằng là mau chóng thất thủ danh tiếng Đại La Thiên Vực lại chịu đả kích. Nhiều năm làm con rùa rụt cổ, phải ló mặt ra một chút chứ. Ta biết các ngươi không tin tưởng hắn lắm, nhưng ta tin là được. Kết quả thế nào thì cứ chờ mà xem. Mạn Đà La cười nhạt chẳng mấy quan tâm. Vực chủ đã lên tiếng, Linh Đồng Hoàng cũng chẳng dám cằn vặn gì, chỉ đành gật đầu. Hắn cũng không phải nhắm vào đả kích Mục Trần, chẳng qua nói lời thật lòng. Mục Trần so với những kẻ kia quả là chênh lệch quá lớn, thế nhưng vực chủ đã tin cậy thì hắn cũng phải tin theo. Hy vọng lần này không có mất mặt như lần trước. Lúc đi là người, lúc về ngay cả bóng cũng không có. Đám đông nhìn trời nao nao tưởng tượng, vùng Tây Bắc kia thời gian tới sẽ là tâm điểm chú ý của mọi thế lực của Bắc giới. Vô số thiên tri kiều tử tranh hùng tại đó, có người nổi lên, có người vĩnh viễn chìm xuống. Bất kể thế nào, ngay khi Long Phượng Thiên chấm dứt, Long Phượng Lục sẽ có thay đổi rất lớn. Chương 768 Thâm Sơn Tào Ngộ. Long Phượng Sơn Mạch, một địa vực nổi tiếng khắp Bắc giới, sở dĩ danh tiếng như cồn chính là vì Long Phượng Thiên ẩn chứa trong nó. Tục truyền thời viễn cổ, từng có một con chân long và chân phượng khai chiến với nhau. Phạm vì mấy chục dặm đều bị san thành bình địa, cả vòng trời cũng bị chấn nát. Trong lòng tộc và phượng tộc, chân long và chân phượng chính là cường giả tối cường của tộc, thực lực đáng sợ cấp bậc thiên chí tôn. Trận đấu kinh thiên khiến cho hai sinh vật khủng bố cùng ngã xuống. Vùng đất làm lấm mồ của chúng trở thành Long Phượng Thiên, nơi dày đầy tinh huyết của cả hai, rồi trở nên cực kỳ thần dị. Những bảo vật thuốc quý khó mà tìm sinh trường đầy rẫy khắp trong Long Phượng Thiên. Nếu có thể chiếm được tinh huyết chân long hoặc chân phượng, luyện hóa nó thì có cơ hội tu luyện chân long thể cùng chân phượng thể, tăng cường sức mạnh thân thể, trở lên cường tráng hùng mạnh như long tộc hay phượng tộc chân chính. Và mấu chốt chính là tinh huyết của chúng khiến người ta mang lấy sinh mệnh lực cường đại. Thần thú vốn dĩ đáng sợ vì chúng có sinh mệnh lực mà con người không cách nào hình dung được. Nếu con người cũng có được nó thì con đường tu luyện rộng mở thành thang. Ngoài ra, nghe đồn Long Phượng Thiên có ẩn chứa truyền thừa của chân long, chân phượng. Bất cứ ai nhận được nó thì có thể nói nhất bộ thăng thiên. Thế nhưng mà bao năm nay, Long Phượng Thiên nhiều lần khai mạc nhưng truyền thừa chân long cùng chân phượng vẫn là ẩn dấu chưa ai giải được. Cuối cùng người ta đành nói rằng đó chỉ là tin đồn gà mà thôi. Nhưng mà dù như vậy, mỗi lần Long Phượng Thiên mở ra, không chỉ các thế lực Bắc giới mà những thế lực bên ngoài cùng nội lực siêu cấp cũng thèm thuồng mà phái người tới đây. Cho nên dần dà Long Phượng Thiên trở thành thước đo cân lượng của các thế hệ trẻ Bắc giới. Long Phượng Lục vì đó mà sinh ra. Dù chuyện gì xảy ra, mỗi khi Long Phượng Thiên khai màn đều trở thành sự kiện trọng đại được chú ý vô số. Mục Trần rời Đại La Thiên Vực, đẩy tốc độ tối đa hướng về Long Phượng Sơn Mạch. Chặng đường khá xa xôi, dọc đường không biết phải vượt qua bao lãnh địa thế lực cường đại. Nhưng mà tổng thể mà nói, đường đi cũng suôn sẻ. Hắn bay tốc độ cao như thế, chỉ 2 ngày ngắn ngủi đã gần đến phương Bắc của Bắc giới. Càng tới gần, hắn càng nhận thấy nhiều dao động đặc biệt cùng hướng về một mục tiêu như hắn. Rõ ràng chính là những người tham gia Long Phượng Thiên. Những người đó đều trẻ tuổi, thực lực cũng tốt, bất quá chẳng đáng kinh ngạc cho lắm. Họ vốn dĩ cũng chỉ là ngang ngửa từ Thanh Chu Nhạc mà thôi. Mục Trần không chủ động đến kết bạn với họ, còn tránh đi chọn con đường thâm sơn mà hành tẩu. Hành trình này thỉnh thoảng cũng gặp trắc trở khi vài ngọn núi lớn có linh thú cường đại án ngữ, nhưng phần lớn thời gian cũng an tĩnh, đủ cho hắn có thể tận dụng nghiên cứu Mạn Đà La Diệt Thiên Quang. Bóng đêm phủ xuống rừng rú, thỉnh thoảng có vài tiếng gầm gừ của dị thú săn đêm vang đi xa xa mông lung. Một đống lửa bập bùng giữa rừng vắng soi bóng gã du hành cô độc đang nghiền nặng ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, lòng bàn tay của hắn đóa hoa yêu dị xoay tròn chậm chậm. Ánh tím nập lòe lan tỏa, dường như những văn tự cổ xưa chui ra, theo bàn tay thấm vào trong người, tạo thành những đường gần tím kỳ ảo trên cánh tay hắn.
Gã du hành kia còn ai khác ngoài Mục Trần. Hai ngày nay hành tẩu trong thâm sơn, hắn tranh thủ thời gian nghiên cứu cũng có chút thu hoạch. Ánh tím cuộn tròn khoảng một canh giờ rồi tan mất. Hắn cũng mở mắt ra, nhìn đó hoa tím trong tay rồi nhẹ nhàng cất đi. Quả nhiên là rất huyền ảo. Dù ta có thể tìm hiểu thần văn hoa mandala, nhưng chỉ là sơ sơ bên ngoài. Mục Trần ca thán. Mandala diệt thiên quang không hổ là thần thuật đại viêm mãn. Độ khó tu luyện của nó thực rất đau đầu. Mục Trần thở ra, tịnh tâm, tiến vào trạng thái tu luyện. Hừ, bất ngờ thần sắc biến đổi, bàn tay hắn dập tắt đống lửa trước mặt. Nhưng cái còn báo đèn giữa đêm nhẹ nhàng lướt đi nơi khác, xuyên qua rừng rậm tối tăm, xuyên qua cây cối lát gió hạ xuống một nhánh đại thụ, đưa bàn tay khẽ gạt tán lá tìm lại. Lúc đó mắt hắn là sững sờ một chút. Bên kia một hồ nước yên tĩnh, bóng trăng treo trên đầu nghiêng xuống ánh lên những tia sáng bạc cùng mặt nước lăn tăn. Dĩ nhiên hắn không có sững sờ với cảnh sắc thơ mộng, mà trong hồ nước có bóng trắng trơn mà đang tao nhã tắm táp. Góc nhìn của hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt người con gái, nhưng mà một kẻ được diện kiến nắm mỹ nhân tuyệt sắc như hắn cũng phải cảm thấy kinh diễm. Chân mày nhọn như ngọn núi xa xa, trước mũi tình xảo ngạo nghễ với cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, mắt to tròn như đá mặt trời, da thịt lóng lánh như phát quang ngọc ngà. Mục Trần nhịn không được nhìn xuống, cái cổ trắng muốt thành cao như thiên nga đặt trên cặp xương quai xanh tinh xảo và gợi cảm. Xuống dưới chút nữa, thân thể nàng đặt chìm trong hồ nước vẫn là mơ hồ thấy đường cong sung mãn đầy sức sống gợi tình. Cô gái kia nếu xét về chuẩn xinh đẹp chắc chắn nằm trong top 3 danh nhân tuyệt vời nhất hắn từng gặp. Hắn nghĩ có lẽ nữ quái hồng ngư của yêu môn nổi tiếng Bắc giới cũng chưa chắc hơn được nàng. Rầm rầm, lúc hắn mê man nhìn ngó cô gái nhỏ, đột nhiên mặt hồ sau lưng bắn lên cột nước lớn, một con cự mãng bảy màu xuất hiện nào thẳng đến chỗ cô bé. Mục Trần giật mình biến sắc như phản xạ xông ra, sau đó hắn khựng lại. Hắn thấy nàng cười, tiếng cười như hạt trần trầu rơi xuống cây bạc, thanh thúy và trong vắt. Cánh tay thon thả vươn, múa may gì đó, con cự mãng bảy màu nhanh thu nhỏ, chỉ khoảng bàn tay quấn theo cánh tay nàng rồi trèo lên vai xinh. Thì ra quái xà bảy màu là thú cưng nàng nuôi. Mục Trần thở vào định lặng lẽ rút lui, bất chợt mắt sáng ngời như là ánh mặt trời chiếu thẳng ván. Bị phát hiện, Mục Trần thất kinh nháy mắt lùi gấp. Cô bé kia bề ngoài hấp dẫn gợi cảm, rõ ràng nàng ta cũng không có đơn giản, tốt hơn là không nên trêu vào. Véo, Mục Trần tăng tốc cực nhanh nháy mắt bay đi ngàn trượng, nhưng bất ngờ hắn cứng người hạ xuống nhánh cây to, mắt chằm chằm nhìn ra trước. Trên một cành cây phía trước rõ ràng có bóng người thanh niên mặc đồ đen dựa lưng vào thân cây tủm tỉm cười nhìn hắn. Cả thanh niên với khuôn mặt thanh tú, nụ cười ấm áp. Chẳng hiểu sao khi mới thoáng nhìn hắn ta, Mục Trần cảm giác căng thẳng tuột độ. Từ gã kia toát ra cái khí vị cực kỳ nguy hiểm. Vị bằng hữu này, ngươi như vậy mà còn chạy thì ta sẽ bị đánh đó. Gã áo đen gãi đầu bất đắc dĩ nói với Mục Trần, hắn cất bước. Mục Trần trừng mắt lại cấp tốc bày lùi. Phù. Nhưng mà hắn cũng nhanh chóng dừng lại vì gã thanh niên kia như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn một khoảng. Gã kia tới gần nhẹ nhàng đặt tay trên vai hắn, linh lực trên cơ thể lập tức chuyển động. Mục Trần chấn động, thực lực gã này khủng bố vậy sao? Chắc chắn tuyệt đối không có trẻ như vẻ bên ngoài. Gã áo đen thộp lấy vai Mục Trần lắc mình một cái. Mục Trần cảm thấy hoa mắt định thần lại thì đã thấy cả hai trở lại hổ nước. Mục Trần run rẩy bước lùi, định lên tiếng giải thích, cô bé kia mặc quần áo chỉnh tề màu trắng muốt trong sáng, cất bước chần chần tiến gần hắn. Mục Trần lúc này là chân chính chiêm ngưỡng dung nhan, cô nàng này có thể nói là thiếu nữ, tuổi tác không lớn, chân mày toát ra cảm giác mê hoặc, phối hợp với tuổi tác tạo thành sự hấp dẫn vô cùng. Cô nàng bước tới, gã thanh niên kia thực lực khủng bố nở nụ cười ngu ngốc như nịnh nọt. Chẳng khác nào là lô bọc với nữ chủ nhân, vui vẻ nhưng là ra sầu khổ lên tiếng. Tỷ, ta mới đi lòng vòng xung quanh đây đuổi linh thú, đâu dè tiểu tử này thừa cơ chui vào, cũng không phải là thủ hộ bất lực đâu. Mục Trần tròn mắt, cô nàng thiếu nữ trẻ trung thế này mà gã thanh niên thực lực kinh khủng kia gọi là tỷ tỷ. Rõ ràng dao động linh lực cô bé này đâu có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Mắt câu hồn đoạt phách của nàng nhìn gã thanh niên, nàng đi tới chỗ Mục Trần, còn rắn bảy màu bỏ trên vai, lấy rắn thỏ ra thụt vào. Chuyện này, Mục Trần tàng hắng định mở lời phân bua, nhưng mà cô nàng lọ lại xòe tay, giọng lạnh lót cất trong màn đêm, nàng Mục Trần hóa đá tại chỗ.
người có mùi tinh huyết thượng cổ Viêm Long, bồi thường cho ta 5 giọt. Chương 769, thiếu nữ và thanh niên. Thiếu nữ yêu cầu một cách nhẹ nhàng rõ ràng rất quá đáng, khiến Mục Trận tròn mắt kinh ngạc nhìn mái bàn tay trắng nõn xòe ra kia, tới lúc hồi lâu tỉnh lại cười khan. Ta không có, đùa chứ, tinh huyết thượng cổ Viêm Long, hắn tốn bao nhiêu công sức ở cửu cửu Viêm Long trận mới chiếm được 9 giọt, sau đó còn giữ cho cửu u 4 giọt để hỗ trợ hàng tu luyện. Trong tay hắn lúc này chỉ vừa đủ 5 giọt, bà cô tiểu nãi nãi này còn muốn một họng tọng hết hay sao? Không quá, thiếu nữ khẽ cười, mắt sáng trong rực rỡ, vẻ đẹp kiều mị kinh người làm ánh sáng cũng bị lù mờ. Mộc Trần nhìn đăm đăm gương mặt kiều mị thất thần hoảng hốt, bất giác có mệnh lệnh nào đó trong lòng khiến hắn tự chủ lấy tinh huyết thượng cổ Viêm Long định đem ra. Ầm ầm, thình lình nơi âm vang vọng, lập tức hắn thành tỉnh giật mình, cái độ cười yêu dị đúng là cực kỳ mê hoặc. Vù, Mộc Trần tỉnh lại lập tức bỏ chạy tan ảnh liền miên giữa không trung. Hắn là nhanh chóng lùi vào rừng rậm. Tiểu Lâm, thiếu nữ cũng kinh ngạc khi khả năng mê hoặc của nàng không tác dụng với Mục Trần, mặt khó coi, nàng chỉ theo hắn quay lại gọi gã thanh niên. Các kia thở dài bất đắc dĩ gật đầu, bất ngờ biến mất tại chỗ. Mục Trần biến mất vào rừng khoảng vài giây, tới khi gã thanh niên bất ngờ xuất hiện lại, hắn là xách theo Mục Trần. Bằng hữu à, đừng có chạy nữa, chọc giận tỷ ta thì phiền thêm đó. Gã áo đen chán nản nhún vai nhắc nhở Mục Trần. Mục Trần không thể rời mắt khỏi gã, người lạnh hết cả xương. Thực lực tên này quá kinh khủng, hoàn toàn không cùng cấp độ so sánh. Đã trốn không thoát, hắn đang quay qua cô gái kia giơ tay phân bua. Ta xin lỗi, vừa nãy chỉ nghe có dị động mới tới, ta không cố ý. Ta biết, cô gái nhỏ mỉm cười lựng lựu con rắn trên vai. Mà không, ta đâu chỉ đòi trả tình huyết thượng cổ Viêm Long. Dựa vào cái gì? Mục Trần nghiến răng tức giận. Chẳng lẽ vô tình thoáng nhìn phải bồi thường 5 giọt tinh huyết thượng cổ Viêm Long cắt cổ? Bằng vào cái người chạy không thoát, cô nàng mỉm cười trả lời. Mục Trần mặt méo mó suy sụp, biết rõ tình cảnh, vùng tay ném bình ngọc ra cho cô gái. Nàng tay không đón lấy, mà con rắn nhỏ trên vai lao ra như điên, vẫy đuôi đập nát bình ngọc, há mồm nuốt sạch 5 giọt tinh huyết. Mục Trần ngạc nhiên trừng mắt quái dị nhìn con rắn nhỏ kia, xem ra hắn là có mắt như mù. Con rắn bảy màu kia thực là kinh khủng, tinh huyết thượng cổ Viêm Long ẩn chứa năng lượng và ý chí Viễm Long cực mạnh. Nó lại dễ dàng nuốt như thế, cái bộ dáng vui vẻ dường như rất thích thú. Tiểu thải tuy không phải thần thú đại thiên thế giới này, nhưng khi nó thức tỉnh chẳng yếu hơn đám thần thú đứng đầu danh sách đầu nhà. Cô gái vuốt ve rắn nhỏ thân thể bảy màu bóng lưỡng. Mục Trần kinh ngạc, con rắn bảy màu không phải linh thú đại thiên giới, vậy chẳng lẽ đến từ hạ vị diện? Vậy hai người trước mặt cũng vậy sao? Nuốt hết 5 giọt tinh huyết thượng cổ Viêm Long, con rắn dường như muốn luyện hóa năng lượng đó, nhanh chui vào tay cô gái nằm ngủ. Cô nàng thế vậy mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. Xem ra tinh huyết thượng cổ Viêm Long rất ích cho tiểu thải, phải đa tạ người rồi. Thiếu nữ mỉm cười nhìn hắn, Mục Trần tức ảnh ách trong bụng nhưng không dám nói. Nửa đêm vô duyên vô cớ cướp đoạt bảo vật người ta, hỏi sao hắn không đau lòng tức giận hậm hực. Giờ ta đi được rồi chứ? Hai người này thần bí quá mức, e rằng không phải hạng các ké lồm cồm. Hắn cũng không muốn dính dáng quá sâu, hành tẩu giang hồ cần phải cẩn trọng một chút. À, bằng hữu đừng nóng, mọi người gặp nhau xem như có duyên. Người đãi tiểu thải món đồ kia thì để ta mời lại người. Gáo đen cười tủm tỉm choáng vai Mục Trần, bộ dáng như quen thân lắm. Hắn nghe mà muốn hộc máu, cái gì mà mời con rắn kia ăn chứ? Các người không ép ta làm sao ta phải đem tinh huyết thượng cổ Viêm Long quý báu lãng phí cho nó. Từ đó hắn là đang chuẩn bị để rèn luyện thân thể đó. Không cần. Mục Trần cự tuyệt, những cái sự nhiệt tình thực sự là vượt ngoài tưởng tượng của gã thanh niên kia, nắm vai hắn kéo chẳng cho hắn cơ hội bỏ chạy. Dưới vầng trăng sáng, có nửa bốc cao, thịt nướng vàng nhỏ trên giọt mỡ óng ánh xoay tròn trên nửa. Nào, ăn thôi. Mục Trần chẳng kịp từ chối, gã kia nhét xiên thịt trong tay, mặc cho Mục Trần đờ mặt. Hắn nhai thịt như sói đói lâu ngày, tốc độ bão táp như mưa sa, là Mục Trần ngẩn ra hồi lâu, cứ như gặp một con thú quý hiếm giữa đêm đen. Mục Trần thở dài buồn bã than trời. Hắn cũng chẳng biết làm sao, thực lực đối phương vượt trội hơn hắn, chẳng có thủ đoạn nào bù đắp lại được. Hắn đành im lặng thìn thít nhai từng mẩu thịt. Hai nam tử ngồi ăn, cô gái chỉ ngồi cạnh chống cằm, mắt rực rỡ im lặng quan sát. Trăng sáng vàng vặc, đống lửa nướng thịt nhanh chóng chỉ còn lại đống xương bừa bộn.
Mức chân dựa vào gốc cây vớt ve cái bụng no căng. Lâu lắm rồi không có ăn uống thịnh soạn như vậy. Khi người ta tu luyện đến trình độ cao thâm, tích cốc là chuyện dễ dàng. Ha ha, bằng hữu thật là thoải mái. Tại hạ Cổ Lâm, đây là tỷ tỷ ta. Gã áo đen chùi miệng, tỏ vẻ thỏa mãn, cười nói với Mục Trần. Thải tiêu. Thiếu nữ kia liếc nhìn Cổ Lâm, tự giới thiệu. Mục Trần trợn mắt, lấy tên giả cũng không chú ý một chút sao, thở dài đáp lại. Tại hạ Mục Trần chuẩn bị đi Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên, gần đây đi đâu cũng nghe cái vụ này nha. Cổ Lâm gãi đầu tỏ vẻ tò mò. Các người không phải người Bắc Giới? Mục Trần tròn mắt kinh ngạc. Nếu tới Bắc Giới không thể nào không biết chuyện Long Phượng Thiên. Đúng, bọn ta không phải người Thiên Na Đại Lục, tới đây có chút chuyện. Cổ Lâm cười. Mục Trần giật mình gật đầu nhìn Cổ Lâm hồi lâu kìm không được hỏi. Người tu luyện đã bao năm? Cổ Lâm tỏ ra không lớn tuổi nhưng thực lực rất mạnh, khiến bản thân hắn cảm thấy bị đả kích. Nếu đúng tên này tuổi trẻ như bề ngoài thì hắn treo cổ chết đi cho rồi. Cổ Lâm nghe vậy chỉ cười cười nói bâng quơ. Người đừng có tự so với ta, thời gian ta tu luyện chắc chắn lâu hơn. Mục Trần thở phào, nếu gã cũng trẻ như vẻ ngoài thực sự là yêu nghiệt chưa đủ miêu tả. Mục Trần nhìn sang cô bé xinh đẹp kia, mắt tỏ ra quái đản. Nàng ta là tỷ tỷ Cổ Lâm mà. Cổ Lâm, vậy tuổi nàng ta? Mục Trần bỗng dưng nổi da gà, nghi hiểu suy nghĩ trong mắt hắn. Thải tiêu trợn mắt, hàng chân mày dựng đứng nghiến răng. Ta không phải là bà lão yêu. Cổ Lâm thì cười nắc nẻ không thôi, nói nhỏ với Mục Trần. Tỷ của ta thể chất khá đặc biệt, thường hay ngủ say, do đó tuổi nàng ta đúng như vẻ ngoài. Mục Trần mới vỡ lẽ, dù là còn tò mò cái thể chất đặc biệt của nàng ta là gì, nhưng cũng không dám hỏi. Thải tiêu nhìn hắn chằm chằm bỗng hỏi. Nghe nói Long Phượng Thiên có tinh huyết chân long. Mục Trần nghe vậy hiểu bọn họ thực sự chẳng biết tí gì về Long Phượng Thiên, mới tận tình kể ra sự tích và thông tin sơ sơ Long Phượng Thiên. Thật có tinh huyết chân long ư? Mục Trần kể xong, hai mắt Thải tiêu lóe sáng. Cô Lâm thì tìm thỉnh thịch vội ngăn. Tỷ, nhiệm vụ chúng ta ra ngoài lần này không phải Long Phượng Thiên kia, việc lão gia giao ra chúng ta còn làm chưa xong đó. Nhiệm vụ đó mình người đi làm là được. Ta tới Long Phượng Thiên, nếu có thể đoạt được tinh huyết chân long, tiểu thải của ta có lẽ tiến hóa hoàn toàn, ta không cần thỉnh thoảng phải ngủ vùi vậy nữa. Thải tiêu chẳng thèm quan tâm. Á, Cổ Lâm phát hoảng. Tỷ muốn đi một mình? Không được, cha nói người không được đi một mình nếu để cha biết. Người không nói cha làm sao mà biết? Mà ngươi biết kết quả một khi dám phản bội ta chứ? Thái Tiêu cười khẩy nhìn hắn, giữ cái nắm đấm. Tỷ, đừng như vậy. Cổ Lâm rên rỉ, rồi hắn là trừng mắt dọa Mục Trần. Sớm biết như vậy, mời cái thằng này ngồi ăn làm gì? Mục Trần cúi gằm mặt giả lờ không thấy, sờ sờ cái mũi đứng dậy định cáo từ, tự nhưng tự thấy là liền tránh ra hai kẻ này một chút thì hơn. Này, còn chưa kịp mở miệng, Thải Tiêu phóng ánh mắt yêu mị nhìn hắn duyên dáng cười. Lại phiền người một chút, dẫn ta tới tham gia Long Phượng Thiên nhá. Mục Trần cứng đờ cả người nhìn qua cặp mắt tóe lửa của Cổ Lâm, rốt cuộc hiểu cái gì là cảm giác cục đá trên trời rơi vào chân nó là thế nào. Chương 770, đồng hành. Trăng sáng, ánh mắt long lanh như biết nói nhìn thẳng Mục Trần. Hắn đờ cả người không ngờ tự dưng lại trước họa vào thân. Nếu bình thường mà nói được đồng hành cùng một thiếu nữ xinh đẹp thế này cầu còn không được, nhưng sự thần bí hai nhân vật này là Mục Trần cảm thấy không nên tạo sự mối quan hệ quá sâu. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Cổ Lâm phản đối. Không được, nếu như cha mẹ biết hắn dám để Thải Tiêu một mình tham gia Long Phượng Thiên kia, lại đi cùng một nam tử xa lạ chắc chắn nột ra hắn. Mục Trần nghe Cổ Lâm phản đối mà mừng rơn ra mặt, gật đầu lia lịa. Thứ lỗi vậy, chúng ta vốn không quen không biết, đi cùng các người không chỉ các người khúc mắc mà ta cũng không an tâm. Cổ Lâm nghe vậy nhìn sang hắn, coi như tên này là thức thời. Thải Tiêu gập chân ngồi xuống, cảm gác trên gối đầu, đôi mắt tinh xanh quét qua Cổ Lâm cùng Mục Trần. Phản đối vô hiệu, ta đã quyết, dù là ngươi không muốn dẫn ta đi, ta cũng không tha cho ngươi. Và lại tham gia Long Phượng Thiên đồng như thế, không nó không tìm thấy một tên dẫn đường. Mục Trần nhún vai không quan tâm, chỉ cần không đi chung với hắn, nàng tìm ai cũng chả sao. Còn Cổ Lâm thì tái mặt ngồi xuống cầu xin. Tỷ, ngươi làm vậy có người chết đó. Giọng hắn nghe thảm thương cực kỳ, là Mục Trần bất giác cũng suýt phì cười. Gã này thực lực tuy khủng bố nhưng lại có vẻ rất sợ cô bé này ăn thịt. Thái Tiêu mỉm cười. Giờ ngươi có hai lựa chọn, bắt hắn dẫn đường cho ta, hoặc là ta tự mình đi tìm kẻ dẫn đường. Cổ Lâm run rẩy nhăn mặt, hắn hiểu tính cách của cô nàng, đã thích gì nói cũng mặc, có van xin gãy lưỡi cũng không tác dụng.
ta đi trước. Mục Trần nghe mùi thuốc súng lại sắp nổ, vội cười khan định quay đầu trốn, chưa kịp di chuyển bàn tay nọ đặt trên vai hắn. Mục Trần quay lại thấy Cổ Lâm bộ mặt nước mắt ngắn dài run rẩy nói: "Đại ca, để tình ta cống hiến nằm giọt tình huyết thượng cổ Viêm Long, xin đừng hại ta." Hắn thành thật vô cùng, thiếu nữ kia với sắc đẹp tuyệt đối là sánh ngang Lạc Ly, có điều khí chất mỗi người mỗi khác, mà bình thường còn gái xinh đẹp cỡ này tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, bất cứ nam tử nào tới gần là gánh nguy hiểm tuột cùng, ai biết được phải phát sinh bao phiền toái tìm tới cửa. Hai cái nạn nên chọn cái nhẹ. Cổ Lâm vỗ vai Mục Trần ra chiều cảm thông, vẻ mặt xót xa. Mục Trần suýt nữa ngỡ xỉu rên rỉ. Người an tâm sao? Giao một người con gái như hoa như ngọc vào tay một người xa lạ, Mục Trần không hiểu gã này đang nghĩ gì. Rõ ràng dao động của thải tiêu không cường hãn như Cổ Lâm. Yên tâm đi, ở cái đại thiên thế giới này, người đủ bản lĩnh gây dễ khó dễ cho tỷ ta còn chưa sinh ra đâu. Kẻ nào dám coi thường nàng, chỉ có ăn hành mệt nghỉ. Cố Lâm mỉm cười thần bí. Mục Trần giật mình khó hiểu nhìn Thải Tiêu. Huynh đệ à, lần này giúp ta một chút đi. Tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng ta thấy so với những kẻ ta chưa biết kia thì còn đáng tin hơn. Một người bị bọn ta cướp mất lầm giọt tình huyết trần quý vẫn có bình thường ngồi ăn chung mâm, còn tâm sự với chúng ta như vậy cũng không có tầm thường. Cố Lâm trấn an nhất. Và quan trọng nhất, tỷ ta rất nhạy cảm, nàng đã không căm ghét người thì người không có vấn đề. Cố Lâm chỉ trỏ thần bí chỉ qua Thải Tiêu. Mục Trần bĩu môi, cái lý do cuối cùng này là chuối cả lại. Ta có thể cự tuyệt không? Mục Trần day day cái chán cảm thì khó nghĩ. Thải Tiêu mỉm cười. Vậy thì bọn ta nhốt người ở đây đến khi Long Phượng Thiên kết thúc rồi thả ra. Được, ta chấp nhận. Mục Trần gật đầu cái rụp nhanh vô cùng. Hảo hán không chấp nhận thiệt thòi trước mặt. Hắn tin thực lực của hai người này thừa sức làm việc đó. Cũng khôn. Thải Tiêu cười khì, gian xảo, toát ra vẻ phong tình yêu mị, khiến cho người ta dễ dàng lâm vào mê say. May mà Mục Trần có u minh tâm mà lùi, nếu không cũng nên là không đến nỗi thất thố. Yên tâm đi, hai ta đi chung với người không có gì bất lợi cả. Dù thể chất của ta có vài nguyên nhân nên thực lực bị giới hạn, nhưng chắc chắn không liên lụy tới người. Mà ngươi nói lúc nãy đó, những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều thực lực bất phàm, thiên tài trẻ tuổi bắc giới, không chừng ngươi còn phải cầu xin ta giúp một tay. Nàng vùi tay, ánh mắt sàn xảo. Nói tóm lại, người dẫn đường cho ta lợi nhiều hơn hại, người không có lý do gì để từ chối. Mục Trần á khẩu không trả lời được. Cố Lâm bên cạnh tỏ ra đồng cảm, vỗ vai. Thấy chưa, ta nói người đấu không lại tỷ đâu, cứ cam chịu số phận vậy. Mục Trần niếc hắn, biết rõ vấn đề này không thay đổi, không có nói được gì nữa, mới hỏi khi nào thì đi. Đêm nay nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát. Cố Lâm vội lên tiếng. Hắn đương nhiên là sợ Thải Tiêu hăng máu mà đòi đi ngay trong đêm. Thải Tiêu không phản đối, gật đầu nhảy tót lên nhánh cây, tìm tán á rậm rạp mà nằm ngủ. Cố Lâm thấy vậy quay qua Mục Trần ôm quyền khách sáo. Mục Trần huynh đệ, lần này phiền ngươi rồi, ân tình lần này ta nhớ kỹ, sau này có gì cần thì cứ lên tiếng. Mục Trần nhún vai. Tình hình yếu hơn ngươi, ta còn khăng khăng cự tuyệt thì không thức thời rồi. Thông thường mà nói, cường giảm hùng mạnh như Cổ Lâm không cho Mục Trần lựa chọn cái gì, thực lực ở trình độ đó không cho phép hắn có ý kiến. Thế nhưng hai người họ là không ức hiếp hắn, kỳ thực cũng là cho hắn cảm thấy khá tốt. Dù ngươi không chấp nhận, bọn ta cũng không làm gì ngươi cả, bằng không để mẹ ta biết ta sống cũng chẳng yên. Cố Lâm cười nói. Mục Trần cười lớn, bỗng dưng thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra. Lửa đêm bốc cao, hai người chuyện trò rôm rả. Phía trên cành cây, cô gái nhỏ lắng nghe từng cái tràng cười thoải mái của hai nam tử, mắt nhắm nghiền, vành môi cười duyên dáng. Mục Trần ư? Sáng hôm sau, rừng rậm trong sơn mạch, Mục Trần khẽ liếc nhìn cô gái Thải Tiêu xinh đẹp, thở dài, lại nhìn ra phía trước. Cổ Lâm nhún vai bất đắc dĩ, cả hai chẳng ai có biện pháp khác. Mục Trần huynh đệ, tỷ ta trông cậy vào huynh, nếu mà vô tình gặp phải mấy cái thằng đuôi mù, cứ ra tay cho thoải mái, có hậu quả gì ta gánh. Cố Lâm mỉm cười trấn an dặn dò Mục Trần. Cáo đèn thành tú điển trai, khi nói chuyện có khí độ anh hùng, cặp tỷ đệ là chắc chắn là xuất thân bất phàm. Mục Trần cười cười gật đầu. Đến lúc rồi, chúng ta cũng khởi hành thôi. Có huynh nhiệm vụ bận rộn vậy thì hoàn thành xong, cứ đến bên ngoài Long Phượng Thiên chờ nàng ta. Cáo từ, cả hai chào nhau. Mục Trần nhìn Thải Tiêu xoay người đi trước. Cố Lâm nhìn theo Mục Trần, đổi nét mặt đau khổ quay qua Thải Tiêu. Tỷ, ngươi phải kiềm chế đó nha, nếu để cha mẹ biết chuyện tạp xong đời rồi. Ngoan, giúp tỷ tỷ một chút, ngươi không thiệt thòi đâu. Ta đi đây. Thải Tiêu vớt phải hắn cười khúc khích. Nàng di chuyển thong thả, cô
Cố Lâm định nói thêm, nàng tăng tốc đuổi theo Mục Trần mất. Cố Lâm chỉ biết thở dài. Thiếu chủ, để đại tiểu thư một mình theo người lọ sao? Phía sau Cố Lâm không gian đột nhiên uốn khúc, hắc ảnh quỷ dị xuất hiện, âm thanh khàn khàn già nua. Cố Lâm gật đầu, gãi đầu rồi chẳng biết ra sao. Tinh huyết chân long đúng là quý giá, nhưng mà tỷ tỷ bảo bối của hắn từ nhỏ tới giờ có bảo bối gì trần quý chưa thấy qua. Lẽ ra đâu có quá quan tâm tới tinh huyết chân long chứ, sao tự nhiên muốn đi Long Phượng Thiên? Yên tâm đi, tỷ tỷ dù bị phong ấn thực lực, nhưng đám cường giả bắc giới này còn chưa ai đủ khả năng tổn thương nàng. Còn những tên già siêu cường giả kia, nếu mà đuôi mù động chạm tới nàng, coi như chúng xui xẻo. Trên người tỷ tỷ có linh hồn ấn ký của phụ thân nữa mà. Đi thôi, chúng ta cũng nên làm cho xong việc. Cố Lâm phất tay, không gian trước mặt biến dạng, thân hình hắn biến mất, hắc ảnh kia cũng theo mất tích. Khu rừng lại trở lại yên tĩnh vốn có. Mục Trần bay nhanh cực tốc xuyên qua không trung, vài phút bay khỏi vùng núi này, liếc mắt nhìn phía sau cô nàng đụng định bay tới, quả nhiên là thoát không được. Mục Trần thở dài, giảm tốc độ. Không lẽ người ngây thơ nghĩ rằng tốc độ đó bỏ rơi được ta sao? Thái Tiêu sóng vai song song với Mục Trần, nghiêng đầu trêu tức. Mục Trần méo mặt sờ mũi, ta thương lượng chuyện này chút nhé. Nói, đeo cái khăn che mặt vào được không? Ngươi cứ cười loạn với người ta thế này dễ xảy ra chuyện lắm. Mục Trần thành thật đề nghị. Thiếu nữ xinh đẹp trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không coi lời đề nghị ra là cái gì. Cất một bước lập tức lao đi, xà lắc để lại giọng lạnh lót. Miễn. Chương 771, Long Phượng Các. Long Phượng Sơn Mạch. Địa vực cổ xưa này từ khi hình thành bắc giới đã cực kỳ nổi tiếng. Đến khi Long Phượng Thiên bị phát hiện ra thì nó càng trở thành khu vực nhộn nhịp và sầm uất nhất nhì bắc giới. Thời gian này lại chính là thời điểm Long Phượng Thiên chuẩn bị khai mạc. Do đó người người càng đổ xô về, phương viên vài chục vạn dặm vàng tiếng liên hồi xé gió, chẳng bao giờ thấy ngừng. Nhờ đàn châu chấu hướng tới Long Phượng Sơn Mạch, Long Phượng Thiên tiếng tăm vàng dội bắc giới. Bất kỳ cường giả trẻ tuổi nào cũng không bỏ qua thời cơ nổi danh này. Đương nhiên hấp dẫn nhất chính là kho tàng trong Long Phượng Thiên. Khi Mục Trần tới Long Phượng Sơn Mạch, thấy đoàn người hùng hậu đổ xô về, hắn kinh ngạc vô cùng. Tất cả mọi người đều không ai tầm thường, tới từ các thế lực khắp nơi. Rõ ràng họ đều là thành viên trẻ tuổi nhất, ưu tú nhất của thế lực, vậy mà ở đây nhiều như bắp cải ngoài chợ. Mục Trần nhớ lại thời kỳ tranh đấu với những thiên tài Bắc Thương Đại Lục, cũng thấy rất nhiều người xuất chúng, rõ ràng về chất lượng hay số lượng hoàn toàn nép vế ở bắc giới. Đại thiên thế giới Trần chính là nơi quần hùng hội tụ. Bắc giới thực rộng lớn, Đại La Thiên Vực chỉ là một góc nhỏ, thế nhưng mà đây vẫn chỉ là một phần của Đại La Thiên Lục, quả xứng với danh 10 đại lục siêu cấp. Chúng ta tới Long Phượng Cổ Thành, đó là nơi gần với địa điểm Long Phượng Thiên khai mạc. Mục Trần chỉ về hướng kia, mơ hồ thấy được một tòa thành vô cùng lớn. Thái Tiêu tò mò nhìn quanh, tỏ vẻ thờ ơ gật đầu. Mục Trần dẫn đường, lát sau hắn chấn động dừng lại. Phía trước ngọn núi nguy nga dường như có sức mạnh cường đại chấn áp không gian, mơ hồ trên không thấy rõ bàn tay khổng lồ. Trên ngọn núi đó, tòa thành cổ kính nguy nga khổng lồ mang đầu dấu tích năm tháng, khí tức từ thời hồng hoang tràn ngập. Ngoài thành đó ra còn những tháp đá cao vạn trượng, mơ hồ toát ra dao động linh lực kỳ lạ. Thứ dao động này chẳng lạ lẫm với hắn, đó chính là linh trận. Thời viễn cổ đây hẳn là đại trận cực mạnh, nhưng năm tháng trôi đi, linh trận ngạo thị quần hùng năm nào đã bị mai một. Trên bầu trời ào ào vô số dòng người đông đúc đổ về thành thị, nhưng chẳng hề làm cho nó rung chuyển chút nào, thực sự là một tòa thành bền vững. Mục Trần và Thải Tiêu lướt vào thành, hạ xuống tảng đá lớn. Họ vừa xuất hiện lập tức thu hút nhiều ánh mắt nóng rực sáng rỡ. Dĩ nhiên tầm mắt họ hoàn toàn hướng về cô gái Thải Tiêu xinh đẹp cạnh hắn. Thải Tiêu dường như quen với cái kiểu bị chú ý thế này, hoàn toàn tự nhiên như không. Trái lại Mục Trần tim đập thình thịch, vì mấy cái ánh mắt không ngoài dự đoán nhìn nàng quay qua chiếu vào hắn địch ý rõ ràng. Đúng là họa thủy, hắn chỉ biết than thở. Thải Tiêu cáu giận, chân mày dựng đứng vẫn mang vẻ phong tình vạn trùng. Nam Mục Trần tim đập chân run, huống chi đám người xung quanh chỉ nghe sai ngây dại si mê. Mục Trần hốt hoảng vội dẫn nàng đi mất. Có Thải Tiêu đi cùng dĩ nhiên là bị chú ý không cần thiết,
nhưng bù lại giọt là tin tức cực kỳ dễ dàng. Anh chỉ cần cười với gã nào đó, hắn là tự động tuồn tất cả mọi thứ hắn biết. Đi thôi, tới Long Phượng Các xem thử. Mục Trần nhìn Chân một gã xùi xẻo bị dính vào lụ cười chết người của Thải Tiêu im lặng nghe hàng nồi kéo. Mọi thông tin đầy đủ mới nhất của Long Phượng Thiên đều xuất phát từ Long Phượng Các. Hai người xuyên qua cổ thành tới Mạc Bắc thì dừng lại trước một lầu các hoàng kim sừng sững ngút trời. Tạo hình lầu các cực kỳ đẹp cùng rực rỡ, Long Phượng hòa mình, Long uy phượng khí thập túc cực kỳ rõ ràng cùng thu hút. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng những người tập trung đến nơi này mạnh mẽ hơn ở nơi khác trong thành. Có lẽ đám tinh anh trong Bắc giới đều tề tụ ở đây. Những kẻ thực lực tự cảm thấy kém cỏi cũng chẳng ai dám cam đảm bước chân vào tránh rước lấy nhục. Mục Trần thì thoáng ngừng lại, hắn lại nhanh chóng đi tới Long Phượng Các. Vào trong Long Phượng Các, tầm mắt trở nên thoáng đáng, âm thanh ồn ào vẫn là vang rôm rả. Mục Trần gương mắt quan sát. Lầu các phân ra mấy tầng, người đứng lớp lớp trên tầng lầu, dao động linh lực cường hãn, thậm chí trong những tầng cao có uy áp kinh người, tràn ngập chấn nhiếp mọi người. Hai người đặt chân vào Long Phượng Các, tiếng ồn ào nhanh lặng bớt. Những cặp mắt kinh diễm phóng tới cô nàng xinh đẹp, bước chân tỏ ra bình tĩnh tìm một góc ngồi xuống. Thông tin bên ngoài cho hay trong Long Phượng Các này có người chuyên trách công bố thông tin về Long Phượng Thiên. Chỉ cần ngồi chờ là được, nhưng hắn muốn an tĩnh thu thập thông tin đâu có dễ. Thái Tiêu như cái dĩa mật hút ruồi, e rằng lúc này là rất nhiều kẻ bắt đầu tìm hiểu thân phận hai người. Đúng như dự đoán, Na Sáo ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc từ tầng tít cao phóng xuống tập trung vào hắn. Nếu Viêm ngồi trên cao bình thản nhìn xuống Mục Trần, ghé mắt nhìn sang Thái Tiêu chăm chú. Quanh Nếu Viêm lúc này là khá đông đúc, những kẻ này không phải hạng vô danh trong tuổi giới trẻ Bắc giới. Lúc này trung tâm đám đông là hai người, trong đó có Liễu Viêm, nhưng rõ ràng hắn không được chú ý bằng người kia. Bóng dáng mảnh khảnh, tiểu mỹ thu hút rất nhiều sự chú ý của Long Phượng Các. Cô gái xinh đẹp kia diện bộ quần áo đỏ rực, làn da như tuyết trắng, áo quần lả lướt, bó lấy những đường cong đầy đặn hấp dẫn. Dung nhan xinh đẹp, mi dài cong vút, mắt phượng long lanh quyến rũ đoạt hồn, sáu mắt chuyển động làm người ta ngây ngất. Không biết bao cường giả tuổi trẻ, vẻ ngoài nghiêm chỉnh nhưng lòng như lửa đốt chằm chằm nhìn nàng. Yêu nữ này có một mị lực khó cưỡng khiến ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Haha, tiểu muội muội xinh đẹp. Cô gái nọ chú ý tới Thải Tiêu, thoáng nhìn qua Mục Trần che miệng cười khẽ. Nhưng mà vị tiểu ca ca này thật lạ. Chẳng lẽ Bắc giới từ lúc nào xuất hiện một chàng nam tử tuấn kiệt trẻ tuổi thế này ta lại không biết sao? Hắn là tần thống lĩnh Đại La Thiên Vực gần đây khá nổi tiếng. Haha, Liễu Minh nhà ta từng bị phế bởi tay hắn. Liễu Viêm lên tiếng cười nhạt. Vốn dĩ ta có hảo tâm nhắc hắn chớ dại bước chân vào Long Phượng Thiên, hôm nay xem ra hắn không để tâm tới lời ta nhắc nhở. Những kẻ nổi bật xung quanh nghe Liễu Viêm nói thế nhất thời rõ ràng mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của hai người. Vài kẻ giao tình với hắn còn cười khẩy, đưa mắt tội nghiệp nhìn xuống dưới. Vậy ra là thiên tài Đại La Thiên Vực ư? Vậy là nơi đó hôm nay cũng có một người mới khá lợi hại. Cô gái áo đỏ mỉm cười tấm tắc nhìn Mục Trần. Ha ha. Đại La Thiên Vực dù là thế lực hàng đầu bắt Thiên La Đại Lục, nhưng vẫn là khá kém cỏi trong các khoản bồi dưỡng lớp trẻ. Bao năm rồi Long Phượng Thiên đều bỏ qua, năm nay lại nghĩ tới, chẳng lẽ là không sợ mất mặt như lần trước sao? Một gã nào đó cười khẩy lên tiếng, giọng khinh miệt thấy rõ. Chẳng những không có nói nhỏ, cố tình là dùng linh lực khuếch đại âm thanh vang tận tầng dưới cùng, cho tất cả người trong Long Phượng Các đều nghe thấy. Dưới kia Mục Trần khựng người không có nổi giận, mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh. Liễu Viêm liếm chén trà, chẳng ngó qua Mục Trần, lỡ lụ cười nhạt nhìn gã rồi gật đầu ra hiệu. Có lời sai bảo, gã kia nhếch miệng cười, nhún chân nhảy xuống như tòa thiết tháp nện xuống mặt sàn trước mặt Mục Trần, giơ tay định thộp cổ hắn. Liễu Viêm đại ca mời người lên ngồi chơi, tiểu tử mau theo ta. Thấy hắn chạm vào vai Mục Trần định dùng sức lôi lên không, nhưng cả hai lại đứng yên như tượng đá, chẳng có chút nhúc nhích. Mục Trần không nhúc nhích nhưng giọng lạnh lùng vàng khắp Long Phượng Các. Muốn ra tay thì tự mình tới, đã bảo đám các ké què này ra mặt không sợ nó mất thể diện thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện hay sao? Chương 772, thủ đoạn chớp nhoáng. Câu nói lạnh lẽo đầy khiêu khích
chiến ý vang lên trong lòng Phượng Các, lập tức khiến cả tòa lầu cao đang ồn ào huyên náo trở nên tịch mịch trong chớp mắt. Nhiều cặp mắt trở nên suy tư cân nhắc. Vài kẻ nhìn lên tầng cao, tên tuổi Liễu Viêm trong thế hệ Bắc giới nổi tiếng rõ ràng, Long Phượng Lục Hạ 4, đủ để cho thấy hắn là cao như thế nào. Nhưng mà những kẻ đặt chân vào Long Phượng Các này đều là tinh anh trong thiên tài Bắc giới, khi rõ ràng đối mặt với Liễu Viêm họ cũng không khỏi kiêng dè. Nhân vật như vậy tuyệt đối có số má ở Long Phượng Thiên, nào hay dám coi thường. Do vậy lúc này nghe thấy có người thậm chí dám thách thức Liễu Viêm, thật sắc mọi người không khỏi trở nên thú vị. Trên tầng cao kia, Liễu Viêm chẳng tỏ ra chấn động, tư thái cao ngạo cười nhạt. Ở nơi này thân phận hắn không phải thứ vô danh như Mục Trần có thể so sánh. Nếu chỉ vì một lời của gã kia mà nổi giận phản ứng, chẳng phải mất đi thân phận của hắn sao? Xung quanh Liễu Viêm vài cường giả có giao tình với hắn cười thầm, mắt bất thiện chiếu xuống dưới. Cô gái đồ đỏ kia cũng tỏ ra hứng thú cười khẽ. Trong lúc mọi người tỏ ra thích thú quan sát sự việc, gã trai trẻ túm vai Mục Trần lại có mặt khó coi. Tên nhãi này thực lực chỉ là chí tôn tam phẩm lại dám xem hắn như vô hình. Nhưng coi hắn cũng khôn ngoan, không nổi cáu la lối, chỉ lùi vài bước ôm quyền cười nhạt. Tại hạ Lữ Dương Tuyết Long Sơn, vì bằng hữu kia chẳng hay danh tánh. Tuyết Long Sơn là một thế lực của Bắc Thương giới, thực lực không hề xê xích với Bách Chiến Vực. Lữ Dương lại là tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi Liễu Tuyết Long Sơn, có lẽ là thực lực hùng mạnh chẳng kém Tần Bi. Tuy Lữ Dương kém hơn Liễu Viêm khá nhiều, nhưng trong lòng Phượng Ca coi như là có cân lượng, không ít người đều biết danh tiếng hắn. Mục Trần xoay lưng về phía Lữ Dương, mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới việc lặp lại gặp Liễu Viêm ở nơi này, cũng không nghĩ rằng gã kia lại có tính cách hèn mọn như vậy, chưa kịp đặt mông ấm chỗ này ra tay với hắn. Bất quá tên kia cũng có ngạo khí, chẳng thèm tự mình ra tay với hắn, quá lừa lý do nghĩ rằng hắn không đủ tư cách nên ám chỉ cái gì đó, rồi là đám bằng hữu hèo chó lại xông ra nhảy. Thải Tiêu ngồi cạnh Mục Trần, tay chống cằm nhìn cảnh tượng cười chọc ghẹo. Người đó xem hai cái chữ họa thì thuộc về người xứng hơn ta nhiều. Người ta kéo tới cửa rồi nha. Mục Trần tỏ ra chẳng quan tâm, chẳng thèm quay lại nhìn Lữ Dương. Đại La Tiên Vực dù sao cũng là thế lực đỉnh cấp Bắc giới, lúc bình thường ra mặt Tuyết Long Sơn e rằng mấy kẻ kia đánh giám cũng chẳng dám. Hiện tại nếu cường ngạnh đối đầu với nhân vật cấp bậc này thực sự chỉ là giảm đi danh vọng của Đại La Thiên Vực. Liễu Viêm cao ngạo nhưng ngạo khí trong lòng Mục Trần còn cao hơn. Nữ sừng báo danh cả buổi Mục Trần cũng phớt lờ ăn lê cả ngày, nằm hắn mắt giật giật như muốn khóc. Một thằng nhãi chí tồn tàm phẩm dám bờ hắn, tưởng đây là địa bàn Đại La Thiên Vực à? Xem ra bằng hữu trẻ Tuyết Long Sơn ta không đủ cân lượng. Ha ha, đúng là dùng thực lực Đại La Thiên Vực có tư cách ấy. Nhưng mà ngươi nghĩ rằng mình có tư cách đó sao? Lữ Dương cười khẩy xóc xỉa. Dứt lời, linh lực hùng hậu như là phong bạo bộc phát, cường hãn tới mức nhiều cường giả đang hiện diện ở Long Phượng Các phải kinh nghi. Thực lực Lữ Dương có lẽ là mơ hồ chạm tới cấp độ chí tôn tứ phẩm, dù không phải đỉnh cấp trong lớp trẻ thì cũng là có máu mặt. Đúng, Lữ Dương mặt lạnh như hầm băng, chân dậm xuống sàn bắn ra, linh lực hội tụ trong tay chẳng chút lưu tình vồ tới Mục Trần. Hắn định dùng thực lực chân chính để cho tiểu tử Đại La Thiên Vực hiểu rõ ở vùng đất này tứ tôn nghiêm thế lực kia là rất lực cười. Nơi đây chẳng ai quan tâm, người từ đầu tới thực lực kém cỏi thì khôn hồn cút khỏi Long Phượng Các. Tuyết Long Trưởng, hắn quát lên, hàn khí băng hà tỏa xa, một con tuyết long hùng hãn lao đi mang theo tuyết phủ kín khu vực Mục Trần đang ngồi. Long Phượng Các, đám khán giả các tầng đều là trừng mắt nghiêm mặt. Lữ giờ đúng là lòng xa ác độc, xa tay ở đây mà còn dùng tới sát chiêu. Tuyết Long Trưởng ngưng tụ hàn khí Tuyết Long Sơn, kẻ nào bị đánh trúng linh lực cơ thể bị đóng băng, dù có là trục hàn kinh khói ra cơ thể cũng là khiến kinh mạch bị tổn thương. Mà như vậy rõ ràng các trẻ tuổi Đại La Thiên Vực không cần tham gia Long Vượng Thiên nữa rồi. Long Sơn Tuyết Vũ ập tới sau lưng, Mục Trần chẳng có dấu hiệu nhúc nhích, nhưng trong mắt cô gái, cô nàng Thải Tiêu đang đối diện hắn thì tròn nên kinh ngạc. Vì cái nàng nhìn thấy không ai thấy, mắt đèn ấy Mục Trần trong đen làn trọng trọng chắn trở nên quỷ dị đáng sợ, hơn nữa mặt bỗng dưng trở nên lãnh cốc vô tình, chẳng có vẻ hoạt bát vui vẻ tươi cười khi trước. Hơn nữa khi lấy linh lực Mục Trần có dao động bành trướng thì lúc này dao động trở nên nội liễm, không phải hắn cố tình giảm dao động linh lực mà khống chế linh lực của hắn là trở nên hoàn mỹ. Mục Trần đưa tay cầm chén trà trước mặt hớp một hơi, lúc này hàn khí đã áp sát, thậm chí tóc tai hắn cũng ngừng tụ xương băng. Vô số khán giả đứng nhìn kinh giác, Mục Trần chấn định như không, chẳng lẽ là mất cảm giác, hắn không biết sát cờ tới sau lưng sao.
mà dao động linh lực quán trở nên bình thản, chẳng chút dấu hiệu tỏ ra sắp phòng ngự. Tên kia làm gì vậy? Muốn chết sao? Ai đó nghi hoặc lẩm bẩm. Không chỉ khán giả bên dưới, hành động của hắn cũng làm vài góc tối trên tầng cao có cặp mắt chú ý, âm thanh kinh người. Đã muốn chết vậy ta thành toán cho ngươi. Thế công như sớm đánh tới, Lữ Dương nhếch môi lạnh lẽo. Dù là lúc này Mục Trần hối hận muốn toàn lực phòng ngự cũng không còn kịp. Cường giả trẻ tuổi Đại La Thiên Vực gì chứ, chỉ là một tên ngu xuẩn, lần này lại được dịp xấu mặt ê chề. Chính lúc đó không gian trước mặt Lữ Dương biến dạng, lôi âm chấn động, linh hồn mang theo một cái phương thức bất ngờ quái đản hoàn toàn xuyên qua phòng ngự linh lực quán, đánh vào trong tâm linh, lỗ lớn sâu trong lòng. Lôi âm đột ngột xuất hiện, Lữ Dương cơ bản không hề có chuẩn bị, linh lực cơ thể bất ngờ mất khống chế, chuyển động lung tung loạn xạ, thần trí trở nên hoảng loạn. Phụt, hắn bất ngờ phun họng máu, Tuyết Long Trưởng vỡ nát thành một đống tiết rơi xuống sàn, bản thân hắn thất khiếu chảy máu. Lúc này Mục Trần mới quay người lại, chân lướt nhanh như điện xuất hiện sát mặt Lữ Dương, tay vỗ trên ngực hắn. Linh lực hùng hậu bùng nổ, Lữ Dương vàng như diều đứt dây, chấn nát cửa sổ bay khỏi lòng Phượng Các. Bất thần, mọi người trong lòng Phượng Các trở nên im lặng, ánh mắt khiếp sợ dõi theo kẻ bên dưới. Cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, Mục Trần hình như chẳng làm gì cả mà thế công Lữ Dương tự phá thất khiếu chảy máu. Hắn đã làm gì? Nhiều căng giả hoàng sợ ra mặt trở nên nghiêm túc nhìn lại. Chỉ một hiệp đánh bại hoàn toàn Lữ Dương, một gã có máu mặt trong lòng Phượng Các. Xem ra gã trẻ tuổi Đại La Thiên Vực này cũng không nên dây vào. Ai nấy nhìn nhau, rõ ràng sự kiêng dè đối với kẻ mới đến tăng thêm một phần. Trên tầng cao lúc này an tĩnh, Liễu Viêm sắc mặt âm trầm khó coi. Cô gái áo đỏ tỏ ra mắt sáng long lanh đắm chiêu nghĩ, và ánh mắt từ tầng cao hơn rõ ràng cũng có kinh ngạc. Thú vị, quay đó buông lời bình luận từ góc khuất. Mắt tối đen của Mục Trần lúc này khôi phục trạng thái bình thường, ngẩng lên nhìn tầng cao, ánh mắt rọi thẳng vào Liễu Viêm, giọng nhàn nhạt lớn tiếng. Giờ là tự mình vác xác xuống được chưa? Chén trà trong tay Liễu Viêm vỡ nát thành bụi, mặt không biến sắc, phủi tay chậm rãi đứng dậy. Chỉ hành động đó là vượng các bỗng dừng đẩy áp lực. Đệ tứ Long Phượng Lục lại muốn tự thân động thủ.